Kim Phượng xin kính chào quý vị đến với chương trình Kiến thức Y khoa. Kính thưa quý vị, hôm nay Kim Phượng xin mời quý vị cùng Kim Phượng gặp gỡ bác sĩ Nguyễn Thị Đăng Anh. Bác sĩ Nguyễn Thị Đăng Anh hiện đang là bác sĩ sản phụ khoa, bác sĩ tốt nghiệp Y khoa trường Đại học Eastern Virginia và bác sĩ tốt nghiệp sản phụ khoa ở Sinai Hospital ở Michigan. Bác sĩ đã hành nghề tại San Jose từ năm 1990 và hiện nay bác sĩ là thành viên của Hiệp hội American College of OBGYN. Và Kim Phượng xin kính chào bác sĩ Đăng Anh. Xin kính chào Kim Phượng và xin kính chào quý vị khán thính giả. Chủ đề của buổi nói chuyện ngày hôm nay đó là bác sĩ cùng chia sẻ với chúng ta về tuổi thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh. Dạ, kính thưa bác sĩ có thể chia sẻ với quý vị khán giả biết ở độ tuổi nào là độ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh và sao được gọi là tiền mãn kinh thưa bác sĩ? Ok, kính chào Kim Phượng và kính chào quý vị khán thính giả. Bác sĩ rất là vui mừng được lên bữa nay để mà nói về cái vấn đề tiền mãn kinh. Tiền mãn kinh là một cái vấn đề mà rất nhiều phụ nữ chúng ta quan tâm đến, vì ai cũng phải qua cái thời gian đó hết. Thì thế nào là tiền mãn kinh? Mãn kinh là như thế nào? Mãn kinh là không còn kinh nữa, chỉ có vậy thôi. Thì thường cái tuổi mãn kinh là từ khoảng 51 cho tới 52 tuổi là trung bình thì sẽ tắc kinh. Bác sĩ nói là tắc kinh nôm na như vậy đó. Nhưng mà trước đó cỡ khoảng 1-2 năm, nhiều khi 2-3 năm thì mình đã có những cái triệu chứng để cho mình biết là mình sắp sửa hết kinh. Đó. Thì nhưng mà có những câu hỏi thì nhiều khi tôi mới có 46 tuổi à, mà như vậy là tôi có tắc kinh chưa bác sĩ? Tự nhiên cái em không có kinh này 6 tháng rồi. Vậy là em tắc kinh hả bác sĩ? Chưa chắc đâu. Nhưng mà có thể cái tuổi mãn kinh đó có thể từ 40, 45 cho tới 51, 52. Thì thường mãn kinh mà sớm hơn 40 tuổi là nó hơi sớm quá. Thì có thể nó có một cái vấn đề gì đó. Thì những trường hợp như vậy nên đi khám bác sĩ để mà make sure là không có bị những cái bệnh tật gì khác. Rồi có những trường hợp tắc kinh rất là trễ. Thì tắc kinh tuổi nào thì là trễ? Thường đó thì 55 tuổi hoặc là trên 55 tuổi mà chưa tắc kinh thì là tắc kinh hơi trễ. Nhưng mà trong cái practice của bác sĩ từ hồi nào tới giờ thì có những người lâu lâu bác sĩ cũng có một vài bệnh nhân 58 tuổi mới tắc kinh. Nhưng mà như vậy thì cũng không có cái gì là quá đáng. Nhưng mà phần đông là tắc kinh 51, 52 tuổi. Rồi thế nào là tiền mãn kinh? Tất nhiên là trước cái thời gian mình tắc kinh thì cái khoảng thời gian đó là từ 1 năm, 2 năm cho tới cái lúc mình thật sự tắc kinh. Và tắc kinh thì là 1 năm, trong vòng 1 năm không có kinh thì lúc đó mới đúng là tắc kinh hẳn. Rồi sau khi mình tắc kinh thì có cái khoảng thời gian từ 1 cho tới 2 năm sau đó thì mình sẽ có những cái triệu chứng khác, nó có những cái yếu tố mà nó làm cho mình khó chịu thì mình sẽ đề cập tới sau. Thưa bác sĩ, vậy thì mình có những cái dấu hiệu nào để có thể cho biết mình đang ở tới cái thời kỳ tiền mãn kinh không bác sĩ? Có những giống như có những cái rối loạn tâm lý nào hay không ạ? Có chứ Phượng, có nhiều thứ lắm. Nhưng mà cái câu hỏi mà thường bệnh nhân, mà cái sự lo lắng của bệnh nhân người phụ nữ của chúng ta mà bác sĩ thấy nhiều nhất đó là cứ tới bác sĩ ơi bây giờ em tắc kinh rồi, thì là thứ nhất là mai mốt em già đi, em già lẻ quá. em bây giờ làm sao, bác sĩ có thuốc uống đồ không, như thế nào? Thì những cái triệu chứng phần đông là cái kinh nguyệt nó không có đều, đối với người phụ nữ nó không có còn đều nữa. Nhiều khi 2-3 tháng có một lần hay là 5-6 tháng có một lần, hoặc là cái chu kỳ kinh của mình nó ngắn lại. Tất nhiên là thường thì mỗi tháng có một lần, nhiều khi bây giờ 21 ngày hay là 25 ngày nó đã có rồi. Hoặc là cái chu kỳ kinh nó dài ra, nhiều khi 2-3 tháng như bác sĩ nói, và cái kinh, cái lượng mình ra kinh nó sẽ ít lại. Và cũng có những trường hợp khi mà nó 2-3 tháng mới có một lần thì có thể nó ngưng rồi nó ra trở lại, nó hơi thất thường một chút xíu. Đó là vấn đề kinh nguyệt, thì cái đó người phụ nữ sẽ dễ nhận biết nhất. Rồi ngoài ra nó có những cái triệu chứng khác như là mình thấy người mình nó khó chịu, mất ngủ. Rồi thì thấy cái âm đạo nó cũng bị khô, da mình nó bị khô, những cái như vậy. Rồi nhiều khi thấy cái người mình nó cũng nhức mỏi. Nói bác sĩ em già quá rồi, đâu có già đâu, mới có 40 mấy, 50 mà già gì. Nhưng mà như có những trường hợp đó. Và có những triệu chứng khác nữa, như là cái vú của mình, cái ngực của mình, nó cái người của mình nó
sensitive hơn, thì nó có thể bị đau vú nhiều hơn. Với lại vì kinh nguyệt nó không đều cho nên nó có những cái trường hợp như vậy. Đó là trong trường hợp mà hồi nãy giờ bác sĩ có nói, quên nói nữa là bây giờ thí dụ tôi gần tắc kinh rồi thì làm sao tôi có thể có bầu được hay không bác sĩ? Có thể là có dễ thụ thai không? Thì tại vì còn kinh, cái câu trả lời của bác sĩ lúc nào cũng vậy hết á. Còn kinh là còn thụ thai được. Tại sao? Là vì còn trứng. Tắc kinh là không còn trứng nữa, cho nên không còn kinh nữa và không có thể thụ thai được. Đó. Thành ra khi mà nó có những cái một cái blood test, một cái thử máu để mình biết chắc chắn coi là mình đã tắc kinh chưa, thì muốn thì bác sĩ cho thử cũng được, nhưng mà thật sự thì cũng không cần thiết, tại vì vì mình đã biết rồi. Dạ. Thưa bác sĩ, thì theo em có nghiên cứu qua thì bảo là giống như là sau khi mình mãn kinh rồi thì người phụ nữ họ sẽ giảm đi cái sự ham muốn, giống như là khi mà còn trong cái độ tuổi còn kinh đó bác sĩ. Thì bác sĩ có thể giải thích được không ạ? Mình có phải dùng thuốc gì không ạ? Dạ, thì cũng như hồi nãy bác sĩ nói đó, thường là tắc kinh rồi thì nó dễ bị khô, mà nhiều khi nó không phải bị khô liền đâu, 1-2 năm sau nó bị khô là khô âm đạo đó, rồi da dẻ của mình nó cũng khô, nhiều khi mắt nó cũng khô, phải cần nhỏ nước mắt nhân tạo hay là nhiều thứ lắm, nó có nhiều sự thay đổi, rồi ngủ không được, rồi có những như vậy thì nó làm cái người mình nó cũng suy yếu, rồi phần đông là về tinh thần cũng như vậy, nó có những trường hợp nó dễ bị anxiety attack hay là nó dễ bị depression, những cái đó. Nhưng mà nói về vấn đề sinh lý thì khi mà cái âm đạo nó khô đó thì khi mà giao hợp có thể nó bị đau, khó giao hợp, rồi người mình lại mệt mỏi nữa thì cũng không có còn thiết tha gì nhiều đó. Thành ra nhiều khi nó cũng có cái vấn đề, một cái vấn đề phức tạp trong đó. Thì có những cách để mà cho đỡ những cái rối loạn đó, những cái yếu tố đó có thể trị được. Thì bây giờ khoa học người ta vẫn cho xài mấy cái kem, nó có loại kích thích tố, cái kem thì mình đặt vào trong cửa mình một tuần một lần thì nó sẽ đỡ, rồi ngủ được rồi. Nhưng mà một trong những cái triệu chứng mà rối loạn mà phụ nữ cũng có bị nhiều nhất đó là bị, họ kêu là hot flash, tiếng Anh người ta kêu là hot flash, tự nhiên nó nóng mặt rồi tối ngủ tự nhiên nóng thiệt nóng rồi tung mền ra hết, rồi đổ mồ hôi rồi lại xong rồi lại bỏ mền ra được chút, lạnh thiệt lạnh lại lấy mền đắp vô những cái vấn đề như vậy thì khi mà xài cái kem hay là những cái thích tố thì nó sẽ đỡ những cái triệu chứng đó. Và đồng thời nó cũng làm cho cái cửa âm đạo nó cũng đỡ khô. Rồi một cách nữa, nhưng mà cái cách này thì có khoảng 10 năm 20 năm về trước thì bác sĩ cho uống thuốc là kích thích tố nữ, estrogen với lại progesterone. Nhưng mà khoa học lúc này gần đây cho thấy thì khi mà uống cái đó lâu dài thì có thể bị nguy cơ ung thư vú, cho nên sau này thì người ta không có cho uống lâu dài nữa. Nhưng mà vẫn có thể còn cho uống được chứ không phải là không. Và cho uống một thời gian ngắn rồi thì nếu mà bớt đi thì từ từ bớt xuống. Nhưng mà cái kem thì bây giờ người ta vẫn còn cho xài. Em cũng có một vài người họ có thắc mắc là khi mà ở cái độ tuổi tiền mãn kinh á, hoặc là mãn kinh thì cái xác suất mà bị bệnh ung thư buồng trứng nó cao hơn bình thường, có đúng không bác sĩ? Chắc không đúng rồi. Bác sĩ có thể giải thích thêm để cho những người đang thắc mắc họ có thể biết rõ hơn. Đúng rồi. Không phải là vì tắc kinh mà là bị ung thư đâu. Cái câu trả lời là không đúng. Nhưng mà khi mà tới một tuổi tắc kinh thì là cái tuổi một ngày càng lớn. Thì khi cái tuổi nó càng tăng, cái tuổi càng lớn thì cái nguy cơ bị ung thư nó gia tăng lên. Mà thậm chí mà nói những người mà có kinh sớm và tắc kinh trễ, tất nhiên là cái thời gian mà mình có cái kích thích tố trong người của mình mà nó kéo dài, những người đó lại dễ bị ung thư tử cung và ung thư buồng trứng hơn và ung thư vú hơn nữa. Đó là vì nó có cái kích thích tố nữ, nó kêu là estrogen trong cái người mình. Thành ra khi tắc kinh không có đúng. Nghĩa là nhưng mà những cái nguy cơ như bác sĩ nói mà khi bị ung thư vú hay ung thư buồng trứng, ung thư tử cung không phải là vì tắc kinh. Vậy thì cái chế độ dinh dưỡng ăn uống như thế nào có thể giúp để cải tiến được những cái sự rối loạn tiền mãn kinh hay mãn kinh không bác sĩ? Như là mình ăn trái cây hay là
Sao ạ? Ok, thì bác sĩ nghĩ là ăn uống lúc nào nó cũng giúp được cái sức khỏe của mình, phụ nữ hay nam nữ gì cũng vậy thôi. Thì theo thống kê cho biết đó, thì khi một người phụ nữ tắc kinh đó, thì thường thứ nhất là tập thể dục, exercise. Khi tập thể dục thì cái người mình nó điều hòa hơn, cái máu mình nó chảy, nó điều hòa, và cái tâm thần của mình nó cũng bớt bị stress đó. Thì cái đó nó help. Và có những cái tài liệu y học nghiên cứu thì cho thấy là khi mà mình tập yoga, mình meditation đó, thì nó đỡ bị hot flash, đỡ bị nóng mặt, đỡ những cái vấn đề đó. Thì thứ nhất là tập thể dục, thứ hai là ăn uống điều độ, và không nên ăn uống những cái chất dầu mỡ nhiều, ăn nhiều trái cây thì nó tốt hơn. Và một còn nói mà về ngoài cái ăn uống ra thì có cái món gì mà mình phải ăn hàng ngày không, thì cái đó bác sĩ không biết rồi. Nhưng mà nói thêm, nếu mà mình mãn kinh thì có những cái vấn đề gì khác, nếu mà thí dụ mình mãn kinh 5 năm, 10 năm sau này có những cái vấn đề, những cái yếu tố nào mà nó nguy hại tới cái sức khỏe của mình không. Thì một trong những cái vấn đề mà mình phải quan tâm đến nhiều nhất là bị rỗng xương. Thì khi mà người phụ nữ tắc kinh rồi thì không còn cái thích tố nữ nữa, thì cái chứng rỗng xương nó sẽ gia tăng. Thứ nhất là nó có hai cái giai đoạn, một là mỏng xương, tất nhiên là họ kêu tiếng Anh họ nói là osteopenia, và rỗng xương tất nhiên là tiếng Anh họ kêu là osteoporosis. Thì khi bị rỗng xương thì cái đó nó nguy hiểm, thì dễ bị té, dễ bị gãy xương, dễ bị những cái vấn đề đó. Thì thường nếu như vậy thì phải thế nào? Thứ nhất là muốn biết mình có bị rỗng xương hay không thì phải đi chụp hình, nó kêu là DEXA test, là chụp hình về xương đó, nó có là coi cái độ xương mình bị mỏng bao nhiêu. Thì khi mình có cái đó, cái kết quả đó rồi thì mình mới biết thật sự là mình bị không. Thì nếu mà bị rỗng xương thì có những cái thuốc cho uống để mà đừng có bị rỗng xương. Đó, thì những cái thuốc đó uống tùy cái độ rỗng xương, có thể uống dài hạn, có thể uống 6 tháng, tùy, cái đó phải tham khảo với bác sĩ của mình. Rồi một yếu tố nữa là phải uống đủ calcium. Calcium nó phải đầy đủ, tại vì xương thì nó cần calcium, nó cần cái chất vôi để mà nó tạo ra xương. Thứ ba nữa là vitamin C. Vitamin D. Vì cái vitamin D rất là cần thiết. Khi mà cái người mình nó hấp thụ, nó phải có vitamin D đủ thì nó mới hấp thụ được cái chất vôi để mà nó làm cho cái xương nó đừng có bị rỗng. Thì phần đông những phụ nữ mà sau khi tiền mãn kinh đó thì dễ bị thiếu vitamin D. Thì bác sĩ nghĩ là nên, khi mà đi bác sĩ của mình nên hỏi và đề cập tới vấn đề này. Tại vì cái đó mình có thể thử máu được thì biết là mình có thiếu hay không, và thiếu thì phải cần cho uống thêm. Đó. Thì cái và một cách nữa là cái khi mà bị rỗng xương hay là bị mỏng xương thì cái exercise, cái mà tập thể dục mà người ta khuyên là nên tập để cho nó đỡ cái vấn đề đó, là tập những cái thể dục mà nó có weight bearing, tất nhiên là tập có tạ một chút xíu, nó có cái sức nặng một chút xíu để cho cái xương của mình nó có một cái friction, nó có một cái weight thì nó sẽ đỡ. Thì đó là những cái cách nói chung tổng quát là mình phải làm khi mà tiền mãn kinh. Như vậy thì ngay từ trước khi cái thời kỳ tiền mãn kinh thì nếu mình uống sữa hay là mình uống vitamin D trước thì nó có hấp đỡ hơn sau đó mình sau cái thời kỳ chơi. Tiền mãn kinh. Dạ, mình uống trước, uống trước được, muốn ngừa đúng rồi. Thì không phải là đợi cho tới tiền mãn kinh 51, 52 tuổi mới bắt đầu là uống calcium hay là bắt đầu uống vitamin D đâu. Theo cái lời khuyên, theo y học, những cái đề tài nghiên cứu của y học đó, thì người phụ nữ thường 35 tuổi trở lên là nên để ý tới cái lượng calcium của mình trong người. Vì ở đây thường không có ra nắng, khi mà ra nắng thì mới có đủ vitamin D thì mới hấp thụ calcium. Ở đây thường không có ai ra nắng hết, sợ bị ung thư da. Thành ra không đi, ở trong nhà không mà. Đó. Thành ra nếu mà như vậy thì thường 35 tuổi trở đi thì người ta khuyên là nên uống thêm calcium.
Đó. Thì một ngày cỡ khoảng từ 1000 mg, nhưng mà nếu mà uống ít hơn cũng ok. Thì mà một khi mà uống calcium thì nó có những loại calcium mà nó dễ hấp thụ hơn, thì phải hỏi bác sĩ gia đình, hỏi bác sĩ thì họ sẽ nói cho mình biết. Và thứ hai nữa là cũng như Phượng hỏi đó, thì mình có đợi tới đó không? Không, thì mình uống dài hạn như vậy. Nhưng mà tới khi mà tiền mãn kinh rồi thì có thể là mình cần cái lượng nó hơn một chút xíu nếu mà mình bị rỗng xương. Đó. Thì nếu mà uống sữa thì cũng ok, trong sữa thì nó cũng có thường calcium fortified. Nhưng mà uống sữa thì nên uống non-fat hay là low-fat, chứ còn uống sữa mà full-fat thì cũng không nên. Cholesterol. Cholesterol thì cũng không tốt. Đó. Và thêm một vấn đề nữa, thì theo bác sĩ biết thì ở đây phụ nữ Việt Nam thường thì không có hút thuốc và uống rượu nhiều. Nhưng mà nếu mà hút thuốc và uống rượu nhiều thì hai cái đó nó cũng rất là có hại cho sức khỏe của phụ nữ nói chung và cho phụ nữ cái lúc tiền mãn kinh. Là thuốc và thuốc lá và rượu có thể làm cho những cái rối loạn nó nhiều hơn. Đúng, nó làm cho những cái rối loạn, những cái triệu chứng rối loạn trong thời kỳ tiền mãn kinh nó gia tăng thêm. Và nó làm cho cái nguy cơ bị những cái ung thư như là ung thư buồng trứng, ung thư tử cung, ung thư vú, nó gia tăng rất là nhiều. Mà cũng như tất cả mọi người đều biết, hút thuốc thì cái đó nó làm cho bị những cái ung thư khác, ung thư phổi nói là vậy, thì và nó có thể làm cho tăng lên những cái nguy cơ của những cái ung thư khác nữa, chứ không phải là ung thư về buồng trứng tử cung không mà thôi. Vậy thì trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, bác sĩ có những lời khuyên nào cho quý vị khán giả đang sắp sửa đến tuổi tiền mãn kinh và đang trong thời kỳ mãn kinh, thưa bác sĩ? Ok, thì bây giờ cái lời khuyên của bác sĩ như vậy, không có cái gì mà phải lo sợ hết. Cái đó là một trạng thái tự nhiên, ai cũng vậy hết. Mà bác sĩ nghĩ cái lo sợ nhất là thôi rồi, bây giờ tôi nhìn thấy tôi già quá. Không có già đâu, tại vì bác sĩ mình ăn uống đầy đủ, tập thể dục, mà bớt đi cái stress, bớt đi những chuyện lo nghĩ thì không có mau già đâu. Còn nếu mà nói như vậy thì bây giờ mặc dù mình chưa tắt kinh đi chăng nữa mà mình bị nhiều stress quá, hay là mình không có lo tới cái sức khỏe của mình, thì mình cũng thấy già hơn hơn tuổi mà thôi. Thì theo cái lời khuyên của bác sĩ thì khi mà bị cái lúc mà tiền mãn kinh là cái lúc nó có nhiều cái rối loạn nhất, thì thứ nhất là cái sức khỏe về tinh thần của mình phải lo về cái sức khỏe tinh thần. Thứ nhất thì cái đó nó rất là nó cái sức khỏe tinh thần và cái sức khỏe của thể xác, hai cái nó đi đôi với nhau. Và rồi thì lo tới cái sức khỏe của cái bản thân của mình, thì thứ nhất là phải make sure là nếu mà kinh nguyệt nó không đều, hay là nó bị ra kinh nhiều, hay có những cái rối loạn quá thì phải đi bác sĩ. Rồi phải make sure là mình không có bị thiếu vitamin D, phải uống calcium, tập thể dục, exercise và ăn uống cho nó điều độ. Thì cái lời khuyên là như vậy. Và ngoài ra thì cũng phải đi khám định kỳ, người phụ nữ phải đi khám định kỳ để biết được coi có những cái bệnh gì khác hay không. Nói là bệnh nhưng mà thật sự cũng phải là bệnh, nhưng mà để make sure là nếu mà cần thì bác sĩ có cho những cái thuốc hay là những cái gì để mà những lời khuyên để mà cho giảm bớt những cái triệu chứng khi mà bị rối loạn, khi mà bị tiền mãn kinh. Kim Phượng rất cảm ơn sự theo dõi của quý vị trong chương trình Kiến thức Y khoa ngày hôm nay, và Kim Phượng xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình Kiến thức Y khoa xin quý vị gửi về địa chỉ VSTV số 2114 Center Road, Suite 22, San Jose, Cali 95112, điện thoại 1-888-504-0888. Kim Phượng xin thân ái mến chào quý vị và chúc quý vị một ngày thật vui vẻ.